Giữa ồn ào gia đình phản đối chuyện kết hôn, Hoài Lâm tay trong tay cùng bạn gái đi dự tiệc cưới Mai Quốc Việt. Sau khi công khai tình cảm với bạn gái 9X, đây là lần hiếm hoi quán quân gương mặt thân quen 2014 cùng cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc xuất hiện trước truyền thông. Đám cưới Mai Quốc Việt và bạn gái Việt Kiều Canada diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3. Đến chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân nương có Hoài Lâm và bạn gái Lưu Bảo Hoàng Ngọc. Sau khi chính thức công khai hẹn hò, đây là lần đầu tiên con nuôi Hoài Linh để bạn gái xuất hiện trước truyền thông. Cặp đôi diện trang phục tông đen thanh lịch. Hoàng Ngọc, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc khá đơn giản, trong bộ đồng ôm dáng tối màu. Cô cười rạng rỡ khi tay trong tay bạn trai nổi tiếng dự đám cưới Mai Quốc Việt. Quán quân gương mặt thân quen vui vẻ chúc mừng hạnh phúc đàn anh. Dự tiệc cưới Mai Quốc Việt còn có Hồ Quang Hiếu. Thành Lộc diện áo dài kết hợp vest đến mừng hạnh phúc đôi trẻ. MC Nguyên Khang cũng là khách mời đặc biệt của Mai Quốc Việt. Dàn khách mời tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi hôn lễ bắt đầu. Ca sĩ Kiêu Giót đến chúc mừng hạnh phúc Mai Quốc Việt. Tính kế dìm hàng bà xã, cuối cùng Trấn Thành lại nhận cái kết đắng. Chắc Trấn Thành cũng không thể ngờ là mình lại rơi vào tay Harry Won như thế này. Có thể nói Trấn Thành và Harry Won là cặp đôi nhí nhảnh và vui tính nhất trong showbiz Việt. Cả hai luôn thích trêu chọc đối phương dù ở bất cứ đâu. Kể từ khi về chung một nhà cho đến nay, đôi vợ chồng son chẳng mấy khi đăng ảnh tình cảm mà toàn đăng ảnh dìm hàng lẫn nhau. Mới đây, Harry Won lại vừa thích thú chia sẻ ảnh khó đỡ của ông xã cũng như vạch trần kế hoạch trêu chọc của Trấn Thành lên trang Facebook cá nhân. Harry Won vui vẻ đăng ảnh dìm hàng ông xã kèm dòng chú thích: "Ngưỡng ngựa, tính hại tôi hả? Ông hại tôi nhưng sẽ có người hại ông, đó là nhân quả nhé thưa chồng." Tuy là chồng mình nhưng tư thế không đỡ được. Trong một chương trình mà Harry Won làm tham gia khách mời, Trấn Thành cũng có mặt và tính chụp ảnh dìm bà xã, nhưng ngờ đâu, dáng quỳ tác nghiệp của danh hài lại bị người khác chụp lại được. Và bằng một cách nào đó, bức ảnh này đã đến tay Harry Won. Trong khi Trấn Thành mới đang tính kế để dìm hàng bà xã, thì ngờ đâu Harry Won đã nhanh tay hơn một bước tung luôn ảnh khó đỡ của ông xã lên Facebook. Sau khi được đăng tải, bức ảnh dìm hàng Trấn Thành của Harry Won nhận được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ai cũng cảm thấy thích thú trước tình cảm của vợ chồng Trấn Thành Harry dành cho nhau, đồng thời cũng tỏ lời an ủi tội nghiệp danh hài vì bị dìm tới bến như thế này. Trước đó, Harry Won cũng vừa hả hê khi chụp được khoảnh khắc ông xã bị ngã trong hậu trường rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Thậm chí cô nàng còn đăng hẳn một series biểu cảm đau đớn của ông xã. "Dìm cho tới luôn nè, chúc các bạn ngủ ngon. Chồng tôi ăn gì mà cưng muốn xỉu. Đây nữa nè." Trong khi Trấn Thành mặt méo xệch vì đau đớn, thì Harry Won lại thích thú và còn đăng tải lên Facebook. Nên ngay sau đó, Trấn Thành cũng cho Harry Won ăn hành ngay lập tức. Và chính cô cũng bất ngờ khi chồng vào tận fanpage của mình để bình luận. Bị người trong giới đá đểu dùng túi Hermes, 2,5 tỷ hàng giả, Ngọc Trinh đáp trả cực kỳ đanh đá. Chưa bao giờ Ngọc Trinh lại buông ra những lời sau cay đến vậy. Giới nghệ sĩ trong làng giải trí đang rần rần về câu chuyện xoay quanh chiếc túi Hermes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng được nhiều mỹ nhân Việt sử dụng. Giá trị quá khủng của thứ phụ kiện này, theo lời ông bầu Vũ Khắc Tiệp ví von, nó tương đương với một căn biệt thự, nhanh chóng khiến khán giả băn khoăn về nguồn gốc của những chiếc túi được xách trên tay của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, chân dài Venice Lê Hà và á hậu Phương Lê, mít áo dài Hải Dương tại sự kiện mới đây. Ngoài ra, nữ ca sĩ Lệ Quyên và Miu Lê cũng sở hữu một chiếc túi xách đắt đỏ nhất thế giới. Không chỉ khiến dư luận xôn xao, bộ tứ siêu túi còn khiến người trong giới bàn tán xì xào. Cụ thể, một nhà thiết kế có tiếng đã đá xoáy việc các người đẹp sử dụng hàng giả bởi anh cho rằng để mua được một chiếc túi Vrinking da cá sấu trắng là rất khó mua. Và rồi, sự việc đã nhanh chóng đến tai Ngọc Trinh. Cách đây ít phút, mỹ nhân vòng eo 56 đã đăng tải một dòng status cực kỳ đanh đá lên Facebook để đáp trả. Từ trước đến giờ, Trinh không thích quan tâm hay ý kiến những chuyện tào lao, nhất là chuyện không phải của mình. Nhưng đến lần này thì thấy thật quá kỳ, một nhà thiết kế cũng được gọi là nổi tiếng, mà sao họ không tập trung nâng cấp chuyên môn là thiết kế. Hay đúng như nhiều báo phán, toàn copy rồi tự nhận là của mình, thời gian còn lại quá rảnh rỗi đi phán bừa chuyện đàn bà con gái. Hay cuộc đời copy của anh chỉ có tiền mua mọi cái Vrinking màu đen xách 1.000 lần nên nghĩ ai cũng như anh. Chuẩn bị làm show thì lo tìm mẫu và copy đi, chứ đừng dựa hơi phụ nữ để câu view như những lần trước. Ngọc Trinh, Lê Hà, Hậu Phương, Hải Dương
và Thượng Đế không thích điều này anh nhé. Ngọc Trinh đáp trả nghi án dùng túi phát kèm theo một bức ảnh chứa nhiều hàm ý. Ngoài ra, nữ doanh nhân, Hoa hậu Việt Nam áo dài Việt Nam 2016 Nguyễn Trần Hải Dương cũng đăng tải dòng trạng thái kèm theo cả ảnh chứng minh cô đã tới cửa hàng để mua túi xịn. Chủ nhân của một trong bốn siêu túi lên tiếng phân trần với giọng điệu bức xúc. Bức ảnh Ngọc Trinh bước ra từ store Hermès tại Pháp cách đây ít lâu. Và hình ảnh mít áo dài Hải Dương đi mua tại cửa hàng sang chảnh. Ông bầu khách tiệp không thể không lên tiếng bên vực dàn người đẹp thân thiết của mình. Cứ tiệc của anh là vui ngất, gặp người quen cười và ngắm. Thật sự chưa bao giờ mình lên Facebook viết điều gì về người khác. Công nhận một số bạn tự hạ thấp bản thân mình, cứ ganh đua bon chen với đời, đàn ông mà cứ ganh tị với phụ nữ làm gì vậy? Trường Giang, Lương Thế Thành và loạt sao Việt, nếu không muốn mất mặt thì đừng để say xỉn như thế này một lần nào nữa. Nhìn một số hành động của những sao Việt này lúc say thì nhiều người đã cảm thấy thật chướng mắt. Trong bữa tiệc sinh nhật lần 26 của Nhã Phương, ai cũng tá hỏa khi thấy clip Trường Giang đang say xỉn và liên tục có hành động nhạy cảm với bạn gái trước mặt nhiều người. Do có hơi men nên Trường Giang mới bạo dạn thế này. Xem ra anh chàng không nên để tình trạng quá chén như thế này thêm lần nào nữa. Còn đây là một lần khác Trường Giang bị bốc mẻ say xỉn. Trong một lần đến viếng nhà thờ tổ của Hoài Linh, nam danh hài đã thể hiện xuất sắc hai bài hát của Đàm Vĩnh Hưng trong khi đang say xỉn quắt cần câu. Biểu cảm vừa say vừa hát của Trường Giang khiến Dương Triệu Vũ không thể nhịn cười và phải đăng ngay lên Facebook để khoe. Một lần khác, trong chuyến lưu diễn ở Mỹ với Thúy Nga, Trường Giang thoải mái thân thiết bên các đồng nghiệp nữ tại một bữa tiệc. Sau đó, Thúy Nga còn đích thân chia sẻ một số hình ảnh bạn trai Nhã Phương đang say xỉn. Đầu năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã tổ chức lễ cưới vô cùng hoành tráng với sự góp mặt của nhiều sao Việt. Sau lễ thành hôn, Thế Thành còn chung vui với bạn bè trong tiệc after party. Vì quá vui và hạnh phúc nên anh đã uống hết rượu mừng của các bạn. Dù bị lột áo, Lương Thế Thành vẫn rất phấn khích. Tuy nhiên lúc ra về, Lương Thế Thành một mình trên xe, không nhớ địa chỉ nhà, khiến lái xe taxi phải đi vòng vòng một thời gian, sau đó lại phải quay về nơi tổ chức. Sau khi được trở về nhà an toàn, mọi người phải khiêng Lương Thế Thành lên phòng vì anh không biết gì hết. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì ông xã Thúy Diễm hoàn toàn không nhớ gì. Còn Hồ Quang Hiếu lúc say thì sẽ như thế nào? Một bạn nam hỏi tại sao Hồ Quang Hiếu yêu Bảo Anh. Nam ca sĩ đã nói rằng vì không yêu được bạn nam này nên mới yêu Bảo Anh. Bạn gái của anh chắc cũng hết hồn khi nghe được câu trả lời này. Thiếu gia Phan Thành cũng bị bắt gặp trong tình trạng say xỉn. Bạn trai cũ của Miu đi không vững nên phải có người dìu bước. Thỉnh thoảng anh còn phải xuống xe để xả. Phan Thành chắc cũng ái ngại khi nhìn lại bức ảnh quá chén này của mình. Hồ Quang Hiếu tiết lộ quá khứ hát đám ma cơ cực, 7 lần đổi nghệ danh mới nổi tiếng. Sau 7 lần đổi nghệ danh, từ những sân khấu tạp kỹ, cuối cùng Hồ Quang Hiếu cũng có được thành công như ngày hôm nay. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi đam mê nghệ thuật, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã trở thành tấm gương sáng về lòng đam mê. Hồ Quang Hiếu cũng là một cái tên đặc biệt trong số đó. Được biết đến là một nam ca sĩ, sở hữu rất nhiều bản hit và hàng triệu fan, thế nhưng câu chuyện về quá khứ đi hát cơ cực của tác giả Con Bướm Xuân có thể khiến nhiều khán giả phải giật mình. Không một chút ngại ngần hay giấu giếm, bạn trai nữ ca sĩ Bảo Anh tận tình kể lại quá khứ đi hát cơ cực bằng giọng bình thản. Xuất thân cơ bản từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng bản thân Hồ Quang Hiếu cũng đã trải qua vô số sân khấu đám ma, đám dỗ, tạp kỹ, lô tô, hàng cùng ngõ hẻm để mưu sinh và mong mỏi tìm kiếm được chút danh tiếng thọ mới vào nghề. Trải qua đủ 7 lần đổi nghệ danh, Hồ Quang Hiếu mới có được chỗ đứng như hôm nay. Quang Hiếu, Nguyễn Hiếu, Khắc Hiếu, Johnny Hiếu, Minh Hiếu, Ngọc Hiếu và Hồ Quang Hiếu. Đó là 7 nghệ danh rong ruổi chứng kiến toàn bộ chặng đường nghệ thuật từ gian nan tới hái quả ngọt của nam ca sĩ. Xin trích lại nguyên văn câu chuyện đi hát cơ cực của Hồ Quang Hiếu trong quá khứ. Một anh chàng nọ đam mê ca hát, anh ta quyết định bước chân vào nghệ thuật và lấy tên đi hát ban đầu là Quang Hiếu. Sau nhiều năm tập tành đi hát đám cưới, đám ma và đám dỗ thất bại, anh ta bắt đầu lại và đặt tên tiếp theo là Nguyễn Hiếu. Cùng nickname này, anh quyết định bỏ nhà theo tiếng gọi của đam mê, lăn lộn qua bao sân khấu tạp kỹ lô tô, múa lửa để mong được hát trên sân khấu chuyên nghiệp. Sau 3 năm lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng anh cũng được đứng trên sân khấu, nhưng lại không thành công và chỉ được lên hát lóc. Lúc ca sĩ ngôi sao kẹt chưa đến kịp,
anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục với cái tên Khắc Hiếu. Trải qua nhiều cuộc thi ca hát phường, xóm, làng, xã tiếp tục thất bại, anh ngày càng bất mãn vì tuổi đã lên mà sự nghiệp chưa có. Lần này, anh lấy thêm một tên mới nữa là Johnny Hiếu, rồi Minh Hiếu và Ngọc Hiếu nhưng vẫn thất bại. Tôi đã gặp may mắn sau 6 lần thất bại. Thế còn bạn, bạn khởi nghiệp bao nhiêu lần thì thành công? Qua câu chuyện vượt khó của bản thân, Hồ Quang Hiếu khiến nhiều khán giả khâm phục bản lĩnh cũng như đam mê nghệ thuật của mình. Cái tâm, đam mê của anh đã được tổ nghiệp thương, bù đắp lại những tháng ngày lăn lộn để theo đuổi đam mê chân chính, một khán giả bình luận. Trước đó, Hồ Quang Hiếu được biết đến là một trong những nam ca sĩ nổi bật trên thị trường nhạc Việt. Anh sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng chất giọng ấm áp, truyền cảm. Sau gần 10 năm nỗ lực, giờ đây nam ca sĩ đã sở hữu rất nhiều bản hit đình đám cùng hàng triệu người hâm mộ. Khán giả biết đến anh thông qua nhiều bản hit như Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Tìm Em, Nơi Ấy Còn Tìm Về.